Xin chào thầy và các bạn, hôm nay em xin hướng dẫn viết code 3 ví dụ bài xử lý đa luồng mà bài tập thầy đã giao. Thì đối với bài tập thể thao, tại vì với số lượng thời gian ngắn nên em sẽ tới 3 ví dụ lận, nên em sẽ không có nói về cái phần thiết kế layout nữa, thì phần đó rất là dễ rồi. Em sẽ nói luôn về cái nội dung chính, cái core chính của 3 ví dụ này luôn ha. Đầu tiên là ví dụ đa luồng 1. Ví dụ thứ nhất là hiển thị 10 giây, sẽ sau 10 giây nó sẽ hiển thị lên một cái nút nhấn ha. Rồi đây, đây là phần code của em. Code thì gồm có một cái tab view để hiển thị giây nè, và một cái button để hiển thị nút nhấn nè. Sau rồi mình sẽ ánh xạ, mình sử dụng cái phương thức runnable để cho chạy cho cái bài đa luồng này. Rồi cái cao biến đếm nè, xét bằng integer, hiển thị giây get tab to string là để hiển thị cái biến cao này sẽ là kiểu số nguyên, nó sẽ giấy dữ liệu get test và chuyển thành cái kiểu chuỗi để hiển thị lên cái test view này nè, hiển thị dây nè, thấy không? Đây cái test view đây. Rồi mình sẽ trong đây sẽ mình sẽ kiểm tra biến cao có bằng 10 hay không. Nếu bằng 10 mình sẽ set cái button để cho nó xuất hiện ra và show cái test ra. Show cái test là bạn đã hoàn thành ở đây nè, cái chương trình show test để nó hoàn thành xong. Còn nếu không thì nó sẽ tiếp tục đếm thôi, và nó cũng sẽ test và lấy cái giá trị nè, lấy cái giá trị cao nè để có thể hiển thị dây lên á, hiển thị lên cái test view quá ha. Rồi mình sẽ cho cái hàm thì đếm này 1000 mili giây, là có nghĩa là 1 giây á nó sẽ đếm tăng lên một cái. Đó là chương trình đầu tiên đa luồng thứ nhất, và em sẽ cho nó chạy thử ha. Và mình đã nạp sẵn chương trình để cho đỡ tốn thời gian bài đa luồng 1 ở đây. Sẽ cho nó chạy thử. Đây, nó sẽ hiển thị cái tab view, nút nhấn sẽ xuất hiện sau 10 giây đây. Đếm từ 1 cho tới 10 giây, nó sẽ xuất hiện cái nút nhấn ở đây. 10, rồi nó sẽ hiển thị nút nhấn đây. Và nó sẽ hiển thị lên cái chữ bạn đã hoàn thành ha. Rồi, đó là xong cái bài tập thứ nhất. Tiếp theo là tới cái bài đa luồng thứ hai. Đây là code chính của cái bài đa luồng thứ hai. Thì bài đa luồng thứ hai cũng sẽ gồm một cái thanh thanh progress bar, đây đặt tên là my bar, hai cái tab view để thể hiện cái status và cái display này, mà một nút nhấn redo là nút nhấn create thread á, nút nhấn tạo lại cái đa luồng á ha. Đổi đa luồng đầu tiên sẽ cái biến y running để kiểm tra coi nó cái đa luồng nó có chạy hay không. Chu kỳ background thread đây để đặt là 60, có nghĩa là 60 thì sẽ nó sẽ chạy xong cái thanh bar của mình á. Global Value Synonym Thread là cái câu câu để đặt thôi ha. String test nè, cái câu cái đặt trên cái biến test view thôi, TV status thôi. Còn cái in test này để mình tăng tăng ở trong cái background á, tăng giá trị đếm lên á. Handler handle message, đây là cái chạy nguồn nè, chạy ở dưới cái luồng phụ nè. Mình cái ở dưới thường thủ thì sau khi nhận giá trị từ background test, ta sẽ hiển thị ra test view display nè, sẽ test nè. Rồi câu lệnh return by, xong rồi nó sẽ hiển thị giá trị ở đây, sẽ tăng giá trị, đồng thời sẽ tăng cái giá trị của cái thanh ba của mình lên 2 đơn vị nè. Kiểm tra xem điểm kết thúc luồng chưa, là cái thanh ba này có mát chưa. Nếu mà mát thì mình sẽ cho nó dừng lại không chạy nữa nè, hiển thị chữ đen. Còn nếu không, rồi rồi nếu mà nó bằng mát luôn nè, mình sẽ hiển thị chữ đen nè. Cái mình sẽ cho nó tắt cái thanh ba này và hiển thị cái button create lại á, create lại cái thread lại á, hiển thị lên để mình có bấm cho nó chạy lại được á. Nếu không thì nó cứ hiển thị chữ working là đang làm việc tiếp. Đây là chương trình chính, cái luồng chính thì cũng ánh xạ. Tiếp theo là cái chương trình của cái nút button redo là làm lại á, ha. Thì lúc đặt đây là xét những xét những ban đầu nè. Ban đầu nó sẽ đặt cái biến in test này là bằng 1. Rồi cái này my bar sẽ cho bắt đầu từ điểm 0 nè, TV display sẽ hiển thị lên visible nè. Rồi background test mình sẽ cho nó chạy. Đây mình sẽ không phải dùng phương thức toast được ha, không thể hiển thị cho câu được lên ha. Sẽ delay cho nó là một giây. Thread value lấy một cái sau cái biến thread value này mình sẽ cho một cái random, nó hiển thị một cái số random thôi ha. Được giới hạn trong 101 số ha. Rồi mình sẽ hiển thị lên cái in test này luôn. Cái biến giá trị số nguyên của nó cứ tăng, mỗi lần là nó sẽ tăng lên 1 lên 1 lên 1 ha.
và handler automatic là để nó xử lý nhiều luồng khác nhau á, này luồng chính xong rồi muốn xử lý luồng phụ nó sẽ thông qua cái message này ha, cái chương trình message này dưới trên đây đây, hand message đây, để cho nó chạy rồi sẽ kiểm tra coi nó chạy hay không, rồi cast interrupting session, rồi kiểm tra coi nó có chạy true thì mình sẽ cho background thread star nè, để cho cái chương trình phụ background thread star nè, my bar, rồi những set cái trạng thái của cái my bar và cái nút lớn thôi. Cái chữ cái chương trình start này mình đưa vô đây để khi mà mình thoát ra ngoài thì nó sẽ không, nó sẽ ngưng cái chương trình của mình lại ha. Và bây giờ em sẽ cho nó chạy thử cái chương trình đa luồng 2 này, tắt cái đa luồng 1 này đi. Đây các bạn, đa luồng 2 em đã nạp sẵn rồi đây. Đây đầu tiên nó sẽ hỏi, nó sẽ chưa chạy gì hết, nó sẽ chở chữ return my background thread đây, sẽ bấm button redo đây nè, rồi nó sẽ bắt đầu chạy working đây, hiển thị 6 trong vòng 60 ha, 60 thì nó sẽ hiện chạy xong cái thanh ba này, cái thép ra lù này nó chỉ random nè, nó chỉ random nãy mình nói nè, sau cái chữ thép ra lù nè, global value sin by on thread nè, nó là biến in in test nè, nãy là kiểu số nguyên đó mình tăng mỗi lần là nó cho nó tăng lên một đơn vị ha, đây 26 27 đây, cứ đếm thôi, đủ 60 nó sẽ chạy xong. Và nó sẽ tắt cái thanh ba nè, nó sẽ hiển thị lên cái nút button redo lại nè, mình chỉ cần bấm là nó sẽ bắt đầu chạy lại từ đầu thôi ha. Rồi đó là xong bài đa luồng thứ hai và cái ví dụ thứ ba, đây là chương trình chính của cái bài thứ ba. Thì đối với bài thứ ba này thì cũng tương tự, cũng giống giống như cái bài thứ hai thôi. Thì bài thứ ba này khác một chỗ là thay vì cái hiển thị cái test view nãy thread hiển thị cái giá trị mà chạy random thì bây giờ nó vừa chạy cái progress bar ở trên mà mình có thể nhập một cái test view, cái edit test nè, ở dưới mình nhập một cái câu lệnh nào đó cũng được ha. Và cái nút bottom này là để in in cái câu lệnh nó ra thôi ha. Đầu tiên đối với bài này thì mình phải lấy em sẽ lấy thời gian, câu này là để lấy thời gian từ hệ thống ha. String nè, kiểu như để đặt tên cho một cái chuỗi kiểu dữ liệu hiển thị đi. Handler mình cũng phải tạo handler cho để xử lý ra luồng ha. Đây là cái phần ánh xạ, cái my bar thì mình sẽ set mask, khác bài kia là mình sẽ bắt 60 nhà sẽ là 100 ha. Rồi mình sẽ set cái nhiệm vụ cho cái nút button do something nè, rồi cái button mà để in ra khi mà nhấn cái nút này thì mình sẽ lấy cái chuỗi từ cái test view edit nhập nè, edit test á, rồi mình sẽ hiển thị ra thôi, hiển thị cái câu đó mình đã nhập lại gì thôi. Theo là cái time on star thì trong đây thì tạo, trong đây mình sẽ tạo luôn để xử lý công việc ha. Lúc đầu mình cũng sẽ để cho cái my bar này là bằng 0. Đây là trong đây là các lệnh để xử lý background thread nè, mình sẽ đặt ở đây ha. Background thread mình new thread nè, thấy cái dùng runnable, bài này mình cũng dùng runnable để xử lý la luồng luôn ha. Đây, nên mình sẽ cho nó chạy từ 0 cho tới 50. Mô phỏng 1 giây nè. My handler mình sẽ dùng boss. Đây là chương trình runnable để chạy cái luồng nè, cái luồng kia nè. In progress step sẽ bằng 2, là có nghĩa là cái thanh ba mỗi lần nó sẽ tăng 2 đơn vị ha. TV display để hiển thị cái dòng chữ, một số biểu liệu quan trọng đang được thu thập nè, vui lòng chờ nè, số giây còn lại là sẽ lấy 50 trừ cho số giây của hệ thống nè, trừ cho bắt đầu, số giây bắt đầu, giây của hệ thống trừ giây bắt đầu, rồi chia cho 1000 là chia 1000 là 1000 mili giây á, để lấy đơn vị là giây á ha, là đủ 50 giây thì nó sẽ chạy xong cái my bar này. Cái biến acum là biến số nguyên thôi ha, để hiển thị cái bước thôi. Rồi mình chỉ kiểm tra cái số nguyên này, nếu mà nó lớn hơn bằng cái thanh bar của mình á, là trạng thái mát á, thì mình sẽ cho nó set cái test, cái display nè, set test background đã được xử lý xong. Còn nếu không thì mình sẽ cho nó chạy tiếp thôi ha. Nó sẽ invisible, nếu không thì nó sẽ tắt ha. Đó là xong cái bài đa luồng thứ ba thì em sẽ cho nó chạy thử. Đây, bài thứ ba này em cũng đã nạp sẵn vô cái mô phỏng này ha. Chạy thử. Đây. Một vài dữ liệu đang được thu thập, vui lòng chờ số giây còn lại nè. Số giây còn lại đây, sẽ lấy sẽ tính bằng, sẽ lấy giây hệ thống, cái hệ thống của cái số thời gian của hệ thống để mình tính cho chuẩn ha. 50 trừ là cho 50 giây. Sau 50 giây sẽ chạy xong được cái progress bar này. Trong đây có một cái edit test để nhập nè.
mình thích nhập cái gì cũng được vô ha. Rồi xong mình bấm in chữ ra, nó sẽ in ở đây. Có để đổi một cái câu khác ha. Đây, in chữ ra, mình sẽ in ở đây thôi. Đây xử lý ra luôn nè. Mình sẽ vừa xử lý cái thông tin ở trên đây mà mình vừa xử lý cái test edit test dưới đây luôn ha. Mình sẽ làm được hai công việc so với những cái bài mà đầu năm tới giờ là chỉ sở dĩnh chỉ xử lý được một luồng thôi ha. Rồi sau khi đã xử lý xong thì nó sẽ hiển thị cái chữ background đã xử lý xong như là trong code ha. Rồi em xin kết thúc bài của em tại đây.